bạn có chụp hình luôn. Đó. Cục đi quay chi. Vô rồi du lịch đó, đi thể thao. Hồ bơi Vin mà quá đẹp luôn, khung cảnh cực kỳ mát. Ô, chim chóc líu lo, hai bên shop theo siêu thị. Ở cái này vô đây là đâu có cần bảo vệ đúng không? Ông có quẹt là vô luôn á hả? Thì mình dân cư thì mình vô. Nhưng mà khi ông quẹt vô trong là quẹt cái nữa tôi vô luôn gì? Ừ thì ông đâu thử vô coi sao đâu. Biết đủ anh cho vô được. Đây là nó khóa. Này chưa mở, này vô nè, vô được nè, ông vô. Ồ, đó đúng. Thôi bây giờ nhờ cư dân này cho vô nè. Rồi. Đó, vô. Wow, hồ ơi. Thôi em. Vô hả? Wow. Ok, hồ bơi này là đang bảo trì hả? Ở nó dịch Covid á. À, bên tôi thì nó cho bơi rồi. Nó cho bơi rồi. Quá đẹp, cái này là hình lưỡi liềm mặt trăng nè. Đó. Quá đẹp luôn. Ok, đi ra. Giờ nhờ ông này cũng phải bấm ra được. Rồi, bấm tay rồi đi ra. Bây giờ vô thăm một căn hộ bao nhiêu mét vuông? 80 mét vuông hả? Tầng mấy? Tầng mấy? Được, tầng 25 hả? Cao nha. Bên tôi có tầng 6 à. Cho quay không? Bên cái thằng này à pha cái gì à pha cũng ok. Đây 4 thang nữa hả? Đồ tầng 55. Nghiêng góc đây 8 thang, 6 à? 10 thang à? Ê, tầng 25 là càng cao càng mắc anh. Ừ. Rồi, đi ra. Theo chân anh. Đây, 4 thang. À, hàng này hàng lớn. Ủa, quẹt đây là tới luôn hả? Ủa nha. Hay luôn góc hả? Oh, hôm nay là thứ năm của phòng của Lâm đại gia. Nhà tôi đang
Wow, đi vô có lép đứng này. Có lép thì đủ chỉnh chu như thế. Rất là chỉnh chu. Nào, bạn ăn ở ngoài đúng không? Bạn ăn ngay góc ngoài luôn. Đó, đẹp. Bên đây là liền với đây là bếp. Wow, tủ lạnh này nhìn hấp dẫn, bự con luôn á. À, bên kia là sân phơi luôn ha. Đây bếp từ. Bếp từ. Hay bếp từ này là nghe nói mắc lắm không? TK của Đức hả? Thì à, đây là ngoài sân phơi luôn á. Là tường này nè, là tường mấy là trung tâm. Ồ, trung tâm của tòa nhà luôn á. Ờ. À, cái cục đó nó ra riêng luôn không? Riêng nhưng mà nó làm. Wow, đây có thiết kế cái piano hả? Giống cái chỗ anh Long vậy? Không, đây con mới hợp lắm nè. Đèn đó. À, đây là phòng khách. Đó, phòng khách, phòng ăn làm ăn. Ừ. Phòng master bedroom là nằm ở đâu? Đây, phòng ăn. Mà hai phòng ngủ này, phòng riêng cái. À, hai phòng ngủ. Wow, view đẹp quá. Ồ, có toilet trong nè. Đây toilet, mắt. Cái phòng master. Ờ, master đẹp đó. Em nhìn chung view này, rồi anh này. Khá đẹp. Wow. Đó, nhìn xuống đây nè, trường học nè. Ồ, đối diện qua The Manor bên kia luôn. Ừ, The Manor, cái hướng này, hướng nhìn một cảnh nè. Ồ, đẹp quá ha. Wow, tầng 25 á, tôi đứng gì không quen đúng không ơi? Đồ mà trốn dán nha. Dán 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 dán. Đây nè, ông nhìn vào bên đây là thấy đồ mà xong nè. Thấy kia. Ok. Bên kia là phía The Mender, Nguyễn Hữu Cảnh. Bữa nay lần trước là cái sân thượng. Ồ, thấy được cái sân quần giờ. Wow, tầng 25. Thật sự lên đây nhìn đây là hơi bị ngợp. Kiểu như là không quen á, chán dán á. Nhiều view đẹp quá. Rất là nhìn thấy đã ha. Nhà sống chủ nhật đồ không có cần trang trí. Màu trắng hả? Không, đơn giản. Màu kem hay màu trắng? Hay màu kem. Không có trang trí đâu gì nhiều. Ôi, tôi thích vậy ông ơi. Tại sao chủ nhật này nên không có sống tiết tối giản. Tối giản. Đây nè, đây cũng phòng. Đây là phòng của bé hả? Phòng nhỏ thôi. Wow, đẹp lắm. Nè, view nè. Thì view đây lên mét 81 nè. View của lên mạng luôn. Rồi còn đây xong nè. Ông nhìn đầu nỉa, tôi ông đi nè, đó, ngồi đây nhìn. Ok. Cái góc, đây góc này, chỗ này không có vậy. Nó đẹp luôn, đây tầng 25. Nhìn qua bên kia là tòa nhà lên mạng. Quá đẹp. Đây nhìn xuống dưới là nguyên một cái hồ bơi. Wow. Nhìn đây nhìn ngang rồi đứng nhìn xuống. Ông mình thử bật cái đèn đây, đây là đèn á hả? Ừ. Có đèn. Vậy là mình sử dụng hai cái sân phơi luôn. Ngoài đây có một cái ban công từ phòng khách ra quá đẹp. Phòng khách rộng rãi, quá đẹp luôn. Liền kề với lại là phòng ăn, kết hợp kế bên là phòng bếp. Sao đây nó có cái đèn, thử bật cái đèn lên cho nó coi sao ha. Đèn phòng ăn. Cái tối về đây là nghỉ ngơi thấy thoải mái ha. Này review nhà 87m2 tầng 25 Vinhome. Và uống là giải khát là năng lượng cho não. Đồ cứ giữ chưa. Nhà của anh Lâm đại gia. Thôi đừng nói đụng đại gia mà. Mà tuôn đây qua đây. Đẩy vô, đẩy vô. Mở ra. Nâng lên đi. Vô review cái Aroland. À, đánh đi. Đây cũng chưa được nè. Wow, điện vô nè.
Ok. Oh. Cái đó Mỹ đó nha, cắt ra tờ 2 đô á. Cái này gọi là sưu tầm hả? Sưu tầm đô la mà có số nào mà hay không? Số dữ không? Có số, hồi xưa tôi đi qua Mỹ, chỗ mà đi in tiền á. Ok. Wow. Cái này là tờ 2 đô. Tờ 2 đô là in ra nó in tờ thiệt á chứ không phải. 2 4 6 8 10 12 4 16 tờ 2 đô còn nằm trong một series luôn. Nhưng mà nó chưa cắt ra đó. Ok. Oh, cái số này số đuôi là 74 1174. Ủa sao nó một số một vậy? 9977 1174 9917. À, có một tờ à? Có một số một à? Có một số mà sao nó in được nhiều tờ? Thì nó in ra nhiều tờ thiệt luôn á. À, nhưng mà nó một giờ đâu có sử dụng đâu, nó bấm đi. Ừ. Đây là người chịu khó đủ anh bấm chỗ nào bấm đi. Ôi mẹ, nhờ nhà ảnh review nhà ảnh anh. Ồ. To là cửa đó, ví dụ bấm nó coi được cái. Ủa nhà này nhà đối diện mình hả? Ở nhà đối diện mình á. À, ok. Thì ông phải đứng ngay bên đây ông mới nhìn đó. Ok, là có nghĩa ta tới ta quay mặt vô, ngoài đây này nó có một cái camera chung ở ngoài luôn, hành lang đúng không? Ừ. Rồi cái nào bấm qua giao diện khác nữa được không? Không, mấy cái này nãy á. Ok, ok. Nãy rồi với công đó. Đây là cái rồi ví dụ như ông vô mà dưới cái chỗ gờ xeo này nó có cổng á. Ừ. Tầng nào đâu có thì ông bấm thì ở trên đây mơ mơ này nè. Đây nè, chìa khó nè. Ok. Ừ. Đồ bảo vệ nè. Ok. Rồi cái gì đây nè? Gọi điện thoại. Rồi điện thoại là lễ tân. Lễ tân là số mấy số. Rồi, ok. Cái này để liên lạc khách khứa khi tới nhà. Còn cái nhà bấm mấy cái số phòng nó hiện lên, nó kêu lên. Ê rồi còn cái nhà mình nó có điều khiển bằng điện thoại được không? Bật tắt đèn máy nóng nước lạnh nó qua. Chưa làm được. Chưa được làm cái đó. Nhưng mà Vinhome nó làm được cái chuyện đó. Nhưng mà Vinhome là nó bàn giao cho mình là tới cái này. Tới đó thôi. Còn nội thất? Hiện giờ đó, này giờ y chang rồi. Tất cả nội thất này là mua 6 đi mấy là có sẵn của Vinhome nha. Chính là của nó luôn. Còn rời là mình mua. Dính là của nó là máy lạnh nè. Đèn đóm nè. Đèn đóm. Tủ nó thiết kế đó. Gạch, gỗ. Ờ, cái à. Nhà hồi xưa nó bàn giao vậy. Còn cái bàn này, bàn ăn nó có bàn giao không? Rồi là mình mua hết. À, mua hết, ok rồi. À, toilet là cứng nè. Là của nó, cái này chính là của nó, okay, tủ okay. Là của nó luôn. Cái kệ bếp là của nó luôn, ok, mình mua tủ lạnh. Thì cái nào rồi là mình cũng mình. Ok, còn cái bếp mà điện từ là bao nhiêu tiền? Tôi thấy cô Đức bữa mua mắc tiền quá. Mấy triệu nha. Ừ, mấy chục triệu luôn á. Quá à, có rượu. Rượu bỏ ông này kín hết, ông muốn uống. Ồ, có mặt teo. Mặt teo này ai uống không nội, để đây rượu uống. Rượu bỏ ông này nè. Nhớ là tủ đồ, để đâu uống. Trời sao kỳ vậy. Uống. Rượu đó là rượu nguyên luôn á hả, chưa khui hả? Đâu, có chai nào khui không, thì thử chứ. Coi tự review tủ lạnh coi. Wow. Tủ lạnh toàn là đồ Tết không à. Đồ ăn luôn hả? À, đồ ăn. Ồ, nước yến trái cây này vậy là Victor Lâm à, này không có bia luôn. Có rượu mà rượu chưng không nè. À đây, gì yến, nhìn vậy là biết yến rồi. Rồi cái này là toàn là chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp không nè. Rồi chứ không có nào liên quan tới ăn chơi nhảy múa. Sữa rồi còn yến rồi nè. Yến à, khánh quả hả? Yến này. Này chắc 3-4 triệu hợp gì đúng không? Yến. Khánh quả. Mấy đồ bổ không à? À, toàn là đồ bổ không à. Mà bổ quá cũng được, nó phải có cái đồ nào mà gọi. Uống rượu thì cất thôi. Cất để chơi thôi hả? Trời, ba uống chai luôn. Mày ô. Được hả? Mẹ nhà. Nó cái đồ ăn uống thì được. Nhà sống rồi cũng lành mạnh. Sống lành mạnh ha. Ăn đi đi. Ok. Mấy người mượn mà tết rồi thử miếng coi nó có cay không. Ăn vô nghe mùi gừng đúng mức gừng đó.